lại. Đi. Thằng Hoàng chờ con lắm. Chú mình qua nhà con đi chú. Con không có. Con không có chú ơi. Không ai cứu được anh ngoài anh đâu. Nó chắc không ngờ rằng tình huống khẩu súng bị đánh trao. Tôi mày nghĩ thằng Cập Lan nó ngu tới vậy sao? Theo mày, mày sẽ làm gì? Hai thằng côn đồ kia sẽ khử nhau để tranh đường. Tao khỏe, lúc nào tao cũng khỏe. Con đường này là của tao. Lúc nào mày thấy tự tin thì hẹn tao. Okay.